Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Sáng hôm nay á, Thủy đi cùng là với cô Mười đi lên cây lại Tiền Giang thì chị Phương anh Nghị á, anh chị đến đó mua dưa thì anh chị đi đến chỗ mà mua dưa rồi chị Phương có điện cho Thủy lên xem dưa người ta mua dưa hấu nha. Và con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Thủy lên cây lại Tiền Giang. Thì như là sáng nay á, Thủy với cô Mười là đi lần đầu tiên đi lên tới đó mà cũng chưa biết nữa, chị Phương chỉ gửi địa chỉ nè thì biết để mò đường đi. Bây giờ cô Mười đến để Thủy chở cô Mười đi cùng với Thủy. Chào cả nhà. Nay con chở cô đi cây lại Tiền Giang nha. Đi cô đi dẫn xe. Đi mình lần đầu tiên á là mình đi hai cô cháu đi xa thôi. Nay Hà Thấm ở nhà. Đi cũng gần tới cầu Tiền Giang rồi. Mà ở đây thì cặp lộ có bán kẹo thanh long đồ quá trời luôn. Wow. Cũng gần tới rồi ta bán đồ cũng nhiều hết cô Mười. Thủy sẽ đi dài dài, Thủy quay cho ông bà cô chú anh chị các bạn xem cô cháu Thủy đi chuyến đường xa đi lên mua dưa với chị Phương. Cái đây là ngã tư hả? Này mới làm cái hướng đó về bệnh viện tâm thần á cô Mười. Con lộ đó. Một xe để bông gì kìa cô Mười, thấy không? Quà Tết á, một xe quà Tết luôn.
Thủy đi tới cầu Tiền Giang rồi. Rồi Thủy sẽ đi tới ngã ba Trung Lương. Mình sẽ hè quẹo hướng về Đồng Tháp.
trồng lúa quá chừng luôn. Đi rồi nãy giờ cũng cỡ 2 tiếng mấy đồng hồ luôn á. Bây giờ mình cũng gặp chị Phương rồi. Thank you.
cầu tre là gì? Là tôi nghe đâu có mấy nhịp cầu tre. Cũng gần đó rồi đó. Cái tên tên chị Phương đó là Út Phòng cũng dễ nhớ. Dễ nhớ. Ở đây sông dài dài lục bình quá trời ha. Phương chỉ gọi cho Thủy thấy ở đây. Ồ, hay quá. Giờ Thủy cũng tới chỗ chị Phương bán dưa thì xa xa thấy chị Phương đi bộ kìa. À, ông bà cô chú anh chị và các bạn nhớ chị Phương anh nghĩ không? Ê, chị cũng mua dưa quá trời xa luôn á ơi, mình đi hồi nãy giờ cũng là khoảng cả 3 tiếng mấy gần 4 tiếng đồng hồ luôn á. Dạ chào chị Phương. Đâu biết đâu, em tưởng đâu phải, em biết vậy em đi cùng với chị để mà hỏi thăm quá chừng luôn. Đi mình không biết vậy, đi hồi sớm đi phải biết vậy, đi xe này đủ đi theo được rồi. À, chị mua chưa? Ghe đâu? Ủa, chị đi bằng ghe hả? Ghe đưa ra ngoài nó mới đưa ra ngoài xong rồi mới lên xe. Đây mất luôn nè, mua mít luôn hả? À, wow. Cầm ly uống rượu đó này. Đây, đây mấy anh mua dưa rồi mình đi xuống ghe mình coi nha. Dạ em chào mấy anh ạ. Dạ em chào mấy anh. Ồ, gánh bao nhiêu lâu mà được nhiêu vậy anh? 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng hả? Để anh lau mồ hôi, em tép tóc rồi lên, tận áo quần rồi vô em. Quay đôi chụp hình là vợ thấy, chú gia thấy chết luôn á. Mình ghen một giỏ vậy khoảng bao nhiêu ký em? 60. 60 ký hả? 60 ký. Wow, nhiều dữ rồi ta. Không, lập mình là 70. Không, cân thêm người không? Không. Không hả? Không, cân. Cái này là cân cho chị Phương ha, cũng như là mấy chủ anh? Một chủ cho chị Phương hả? Không, 3 tấn rưỡi. 3 tấn rưỡi luôn. 3 tấn rưỡi, 1.000 mét vuông. À. 3 tấn rưỡi, giá 12.000 một ký. 12.000 một ký. Hết rồi đó. Đi hấp hả? Rồi chắc lai nha. Rồi xuống dưới lai đi. Lai đi, dồn lên cái mới được nha. Rồi kêu nha. Rồi kêu nha. Đi mình lên lên. Rồi xuống luôn đi. Chỗ này xuống đi. Xuống rồi vậy. Xuống luôn. Đây là vua. Ủa mồng mà cái màu này màu gì á? Vua lai màu gì anh? Anh là sang màu gì? Trong màu đỏ. Sang màu đỏ hả? Rồi đó giờ mới thấy cái dưa màu này nha.
Dạ đúng rồi, em mới thấy á chị. Thiệt á. Luôn, cười lên luôn. Hả? Giới thiệu, đó là đội phố. Người dân động thôi mẹ, Trà Vinh, Sóc Trăng. Cho đôi một tay coi. Ôi cam cu chia. Ở chị Phương có căn dưa này không chị Phương? Gì hả? Mình căn vậy căn dưa dưới ghe không hả anh Nghị? Ở đây là chào anh Nghị. À, tụi em đây là mình kêu bằng xã gì anh Nghị? Mỹ Thành Bắc. Mỹ Thành Bắc hả? Thấy em với cô người hay không? Mò đường mà lên tới thì tới luôn, ghê thiệt chứ. Chỉ đi đường vậy còn gì nữa không đi. Hả hả? Chưa tới cầu thước quẹo trái lên quẹo phải vô tới. À. Chạy vòng lên kia chạy vòng lên đây. Hồi nãy em tính qua đò rồi đó. Dạ hả? Trời ơi đâu có biết đâu. À, như là đây thì bác cho mướn người ta trồng dưa. Cho mướn đất người ta trồng dưa, giờ người ta cắt vô đây người ta bán. Dạ. À, một năm vậy là bác cho mướn được mấy lần rồi, mấy trồng được mấy vụ? Mùa gồi vụ 3, được vụ với vụ này nữa là rong sưng là 2 vụ. Dạ. À, miếng năm tới mà có trồng mà bác cho con hay con lên coi người ta cắt như không bác? Thiệt hồi đó giờ con mới biết là dưa cái màu này thôi chứ con biết là cái dưa màu màu xanh với dưa tròn gì á. Dưa còn, tròn xinh lan. Dạ, con dưa tròn mà dưa ăn tin trái bự vậy nè. Dạ. Mình nãy mình nói còn cái dưa này là dưa bầu. Dưa bầu mà cái dưa này mỏng vỏ. À. Mà nó có cát không cô? Có. À. Thanh mà nhỏ mà vô. Hả? Thanh mỹ nhân hay gì nữa? Thanh mỹ nhân. À dưa thanh mỹ nhân. Nãy chị Phương nói cân bao nhiêu tấn? 3 tấn. 3 tấn. Mình đi ra ngoài mình chở ra ngoài mình lên xe hả? Lên xe. Chở qua dòng kinh 10 bển lên xe. À. Ơi chị Phương ơi đi bằng gì ra vậy? Đi qua cái thị. Bằng ghe chứ không có đi xe hả? Đi xe, đi xe thôi em đi xe đặng chạy xe về chứ. Bỏ đi rồi mốt lên lấy gì. Bỏ đi rồi tôi chở chị đi. Thôi xuống xe về quay luôn. Bỏ xe đây đi mà chở chị. Bảo bên trang gì vậy? Bị sứ đâu không hả? Một qua thằng nhớ không? Nghĩ trẻ tới dưa này là tới dưa này mà ta kêu dưa lai dưa kêu bằng dưa bầu á. Mà này tí mình đem về nhiêu ký anh? Mình bán gì là nhiêu ký? 8.000. Anh trẻ thử cô mùi ăn thử ngon không mùi? Nghe nói rồi. Cái này chưa tính tới hả? Chưa tính tới. À, không mà thường thường mình cắt vậy mình để 2-3 ngày được chứ mình mua chín này nè. Nó ngon không? Quá. Dạ con cũng mời ông bà cô chú anh chị các bạn ăn dưa với con nha. Đi lên xứ quê này ăn dưa cho biết. Nè. Ngon không? Ngon hả cô mời? Ngọt mà nước nhiều ha. Nước nhiều. Chưa chín tới không? Mà trái này nhỏ đẹp á, mấy trái bự lấy trái bự bự chút. Trái bự bự chút. Bác hỏi sao không xin trái bự bự nữa? Ừ. Tan ra ăn mới được chứ. Tan ra bắt mới đẹp. Thấy mình đi quen. Mời cả nhà ăn dưa hấu với mình nha. À, cái dưa hấu này nó ngọt mà nước nhiều á chị. Ngon ha. Giờ còn dưa ra mấy trăm ký mà sợ mình đem dưới bán ba dưa này bán không được. Ừ. Sợ đem dưới nó thấy lạ lạ nó ăn. À. Mà nó rất là ngọt ông bà cô chú. Ngọt mà nước nhiều nữa. Đâu bạn giao rồi, trẻ cái dưa này mới ngon nè. Ừ. Ngon không? Đây nhỏ. Thôi đừng trẻ nữa anh Nghị ơi. Không trái được rồi. Mình ăn thử của người ta mình không dám ăn nhiều. Dưa ngọt rất là ngọt luôn. Cái dưa này mới đúng dưa ngon à. Đây trái dưa rất là đẹp luôn. Này giống ổi cái màu ổi ruột hồng á anh Nghị.
Tựa tựa cái màu ổi ruột hồng. Ừ. Sáng vậy đi đi theo rồi đi dắt đi theo luôn. Chị ăn dưa rồi chị. Chẻ cho chị anh Nghị. Chẻ cho bà bác luôn. Đây thì cái vườn dưa bác cho mướn nè, người ta trồng rồi người ta cắt hết rồi. Thủy không có hay. Tại vì người ta cắt ban đêm không à, mình lên hơi trễ nên không có quay cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem người ta cắt dưa như thế nào. Cái vườn này khoảng cả mấy mẫu luôn, chạy tuốt với cái đầu dưới luôn, lớn nó rộng lắm. Bên kia thì lúa. Ôi ôi cá rô nè cô Mười. Ê cá rô nè, quá chừng cá rô luôn cô Mười. Wow. Ôi con nó chạy kìa, chạy tốn hết rồi. Nó cạn á. Đã khai lượng nước ra đặng tưới dưa. Ở trên đây cá là không thiếu cá nha cô Mười. Ra cắt dưa này bỏ nè. Dưa này mà non nấu canh ăn ngon lắm cô. Như này nè. Tách ra thử chắc còn trắng hay cô Mười tách thôi nổi không? Đập ra ha. Không nổi. Cái này nấu canh ăn ngọt ngọt lắm. Nó còn non nó cứng á. Bể hả? Không bể luôn. Quá dữ thiệt. Quá tà rộng hả cô? Có sót cái nào? Đó, nằm ngoài kìa. Mà không có sót té nhỏ nhỏ không à cô ơi. Ừ, mấy cái này đâu có làm gì. Tức mình quá. À, nó mới hồng hồng à. Không. Đi mót hả cô Mười? Giờ đi mót. Chưa chín, chỉ như mấy cái bự mới chín, mấy cái này người ta bỏ. À, nhóc ba thân nè. Mình mấy cái nhỏ vậy ăn lạc lắm, không có ngọt. Qua. Wow. Ở nhà mình mà có dây dưa trồng được tái lớn. Nhưng mừng lắm nha. Dữ lắm luôn. Mình sẽ dưỡng, okay. Mình sẽ dưỡng để tới chế chín luôn á. Người ta trồng bạc về biết chưa cô Mười? Cho đừng có cỏ. Rồi khi người ta tưới á là dở cái bạc này lên nè. Dở cái bạc này lên rồi mới tưới vô trong á cô Mười. Chứ không có tưới lên trên mà dở cái bạc lên. À, tới vụ bự cơ Mười. Mười tới vụ bự nè. Tới vụ bự này nó bị dập rồi. Nó bị thúi vậy. Ừ tới dưa này nãy trẻ ăn nè. Nó cái giống dưa này nè. Xa sợ hả cô? Cái này người ta cắt bằng đêm vui chắc vui lắm ta. Bằng đêm chắc cắt cũng sót cho ban đêm cắt bằng cho nó đựng nha. Đựng nắng người ta ginh vô cho nó kịp. Ôm về coi mỗi lần đi mua dưa là phải búng cái cọc cọc nha. Nhỏ là mình ghé anh bé. Rồi đó giờ Thủy chưa bao giờ mà đi xa một mình như bây giờ. Tỷ đi xa là có anh Hiền đi không à. Anh Hiền chở, còn bữa nay Thủy tự quyết định tự đi với cô Mười nè. Tự cô cháu hỏi thừa đường hỏi thăm đi. Ôi con mấy con cá nó gình nó à, nãy không có mình thì nó giỡn nhóc cái tên. Rồi cái có mình cái nó tốn. Tại nắng á. Ừ. Với bầu nè Thủy. Với bầu. Đây nuôi cá điêu hồng nữa nè cô. Rồi bông súng nữa. Thấy cái đuôi hồng không? Không. Đó, cái đuôi hồng nó nổi á. Bây giờ mới trồng cái bông súng không?
mình lót gom đặng để dưa hả cô? Lót gom để dưa đặng cho dưa nó không dập. Dạ. Từ đây nè lại tới đặng đống củi đó hắn dung lên bằng cái hành lang của tôi ngồi đó đó. Dưa hắn dung lên vậy nè. Bao nhiêu xuống ghe anh nghĩ anh mua hết trơn rồi. Nghĩ có 3 tấn à. À hả? Còn nhiêu ta dưa nhất ta đi thành phố ta đóng thùng được không? Dạ. Ở nhà bác đây hả bác? Hả? Nhà bác đây hả? Nhà tôi. Dạ. Rồi ruộng tôi cho thằng đó mướn. Rồi bác có trồng lúa không? Có trồng lúa bên kia. Dạ. Trồng lúa tổ rồi. Có ăn cơm chưa? Dạ con rồi bác. Con rồi. Dạ con rồi. Con rồi. Đây bỏ qua đây đó bụng. Giờ dưa đã chắc xuống ghe hết rồi. Mấy anh sửa sạn đang chạy về ngay chỗ mà anh Nghị đậu ở ghe đặng mình mới chở dắt dưa lên ghe lên xe để mà chở về nhà của anh Nghị. Ở đây thì lục bình quá trời luôn. Lục bình khúc đằng kia là lục bình bích con sông luôn. Chị tiêu xuống ghe đi ghe theo hả? Vậy là em đi với anh Nghị đi. Anh Nghị chắc xe ra chưa? Rồi em đi với anh Nghị, chị vô ghe đi. Rồi bye bye nha. Chạy thẳng hả quẹo chị? Chạy thẳng hả? Thôi em cũng chạy thẳng đường đó phải không? Lấy dép chùm Rồi. Đi đi, không lấy dép. Rồi.